Ngoài việc mà sở hữu mấy món đồ kiểu về chơi ảnh á, thì mình cũng sưu tầm một món mà các bạn đã thấy xuất hiện nhiều trong kênh của mình rồi đúng không? Cái món này cũng tương tự ha, một phiên bản nâng cấp xịn hơn. Mà kiểu mình rất là khoái con này nha, tại vì thật sự là nếu mà mua đúng cái giá trị thị trường của nó thì chắc là rất là mắc, khó để mua. Hên sao mình kiếm được một cái kèo khá là rẻ. Nên cùng mở ra cho bạn coi ha. Gói kỹ nha. Rồi, để cái hộp qua một bên. Hay hay vậy thôi chứ mình không có vấn đề gì với việc gói kỹ quá ha. Đây rồi. Đây nè. Thấy chưa? Khi mà liên quan tới nghe nhạc và nghe cassette này á thì mình chỉ cần nhớ hai keyword thôi: Sony và Walkman. Thường thì mấy cái mà liên quan tới Sony và Walkman á có giá rất là đắt, lên tới 2-3 triệu hàng cũ á. Thì hên sao mình kiếm được cái bản này khá là rẻ. Tại sao nó chơi cassette hả? Tại thích thôi bạn ơi. Kiểu quan điểm chút xíu hồi xưa mà. Thế là mỗi khi mà nghe nhạc á, mình thấy được cái phần băng bên trong nó chạy chạy á, đang hết pin rồi, để mình lắp pin vô đã rồi mình cùng test với nhau. Nói chung á là mình đã làm xong clip vlog đầu tiên quay bằng con Nikon Z5 này rồi. Không biết các bạn gọi là Nikon Z5 hay Z5 ha. Để tóm gọn lại á, thì mình bị wow bởi cái khả năng nét của nó và cái màu sắc của nó rất là đẹp luôn vậy. Mình thấy là cái màu của nó là đúng cái màu mình cũng không cần phải hậu kỳ gì thêm nữa. Nghe hơi lạ ha. Nó cảm giác quay như kiểu là những cái màu sắc và độ nét của nó ra rất là đã. Nó đã đến mức mà cái clip mà mình làm quay vlog con này á là nó nét căng cái da mặt mình quá, lộ nhiều khuyết điểm quá, cho nên là mình phải hậu kỳ mà apply cái reset mà khử rồi làm mịn da mọi lần của mình á. Nó vẫn chưa hết các bạn, nó vẫn còn lộ rõ khuyết điểm trên da mặt mình lắm, cho nên là mình phải hậu kỳ sâu hơn để cho da nó mịn hơn. Ông cảm đi, da của mình không có được chăm sóc tốt á, cho nên là lộ khuyết điểm nhiều quá, chứng tỏ là cái lens kiểu nó nét kinh khủng luôn, nó siêu nét luôn các bạn. Cái này là một tín hiệu tốt á, các bạn nào mà kiểu chụp mà hay zoom lên để soi chi tiết kiểu thì cái này là yên tâm là nó nét hơn rất là nhiều con. Cái này chỉ mới là test quay thôi nha, quay mà nó đã nét như vậy rồi có nghĩa là cái con 24-70 á, F4 S-Line này á, thật sự là đáng đồng tiền mát gạo. Nói thế nào ha, nếu mà mình so cái độ nét của nó thì nét như cái hồi mà mình xài 24GM á, nó nét cỡ đó luôn vậy. Mình biết là hơi buồn cười khi mà so một con lens GM đắt tiền với con 24-70 F4S giá có thể chênh nhau cỡ gấp đôi sao á. Có thể là giá cũ của 24-70 F4S cũng của 24GM cũng cỡ 18 triệu và con 24-70 F4 của Nikon này á là nó cỡ 9 triệu đi. Và mình mà kiểu như là cái giá của nó chênh nhau mình kiểu nó tạm gọi là gấp đôi nha, nhưng mà không phải nói quá thiệt, không hề nói quá luôn. Nó thật sự là nét nét y chang như đợt đó luôn, lúc mà mình quay vlog bằng 24GM mình phải hậu kỳ da nhiều hơn á, thì cái cảm giác nó y chang lúc mà mình xài cái con 24-70 F4 này. Các bạn phải hiểu nha, mình đang so sánh độ nét của một con lens fix với một con lens zoom. Nét ngang nhau á là cái chất lượng kính của con 24-70 F4 này nó phải thuộc cỡ nào luôn vậy. Là rất là nét, thật sự công nhận điều đó ha. Mình cũng bị bất ngờ đó. Nó nét hơn con 24-70 F4 dài của Sony là điều chắc chắn không phải bàn cãi luôn. Nó kiểu như là nét mà kiểu bỏ xa luôn á. Ví dụ như 24-70 F4 Zai nằm ở đây thì còn 24-70 F4 S-Line của Nikon nằm ở đây nè. Chả chấp cái con 24-120 F4 á, nó lên tới 20 mấy triệu lận. Trời, con đó mình nghĩ nó còn nét cỡ nào ha, mà tiêu cự đúng kiểu phui tiêu cự mà xịn luôn á. Ồ, công nhận là bị bất ngờ ha. Tại vì nó được bán kèm với con Z6, Z5 quá, người ta cứ đinh ninh rằng con này là con lens kit thôi, nhưng mà nó không phải là kit tầm thường đâu các bạn, nó là S-Line. Các bạn nào chưa biết á, thì đối với Nikon á, mà những con nào có chữ S ở sau á, S-Line á, là nó được là cái dòng lens mà hãng giấy là nó nét từ tâm ra tới rìa luôn, chứ không phải là những con lens bình thường là nét tâm và xóp dần ra rìa. Cái khác biệt rõ ràng như vậy luôn. Điều này dẫn đến việc á, là những con lens nào mà mang cái mác S ở sau á, ví dụ như là 50F1.8S á, nó sẽ còn mắc hơn cả những con 1.4 non-S nữa. Giống như là cái con 50 1.4 không có S á của Nikon á mới ra gần đây là giá rẻ hơn cái con 50 1.8. Bạn tin nổi không?
khẩu 1.4 mà còn rẻ hơn khẩu 1.8 nữa. Cái khác biệt rõ rệt chắc là khẩu 1.4 thì ánh sáng vô nhiều hơn, xóa phông nhiều hơn, bokeh sau đó đẹp hơn chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà cái con 1.8 á nó mắc hơn bạn, tại vì nó thật sự là nó sẽ nét hơn luôn, mình tin chắc điều đó luôn, tại vì S-Line này thật sự là ngon ha. Điều này cũng dẫn đến việc là những cái con mà cao cấp kệ phía sau á, mà có mắc chữ S vô á, nó cũng phải khủng khiếp cỡ nào và giá rất là cao. So sánh gì đâu xa ha, 24105 thì so với 24120 á thì của Nikon chắc là mắc nhất ha. Cái giải tiêu cự đó thôi thì chắc là Nikon là mắc nhất nè. Chưa kể là ví dụ như con 135S, 135F1.8S á là mắc nhất, cái con mà mình đã làm clip trải nghiệm hôm bữa đó, cái con mà 135 Lena đó thì nó lên tới 60 mấy triệu, và là cái con tiêu cự 135F1.8 mắc nhất trong tất cả các hãng luôn. Mắc hơn RF135, mắc hơn cả 135GM của Sony luôn. Thật sự thì mình kiểu đây là ấn tượng đầu của mình với S-Line á, và nó nét như vậy luôn á. Thì mình sớm sẽ có những cái chụp review job thực tế hơn để chúng ta cùng nói chuyện là khai thác thực sự là nó điểm mạnh điểm yếu cỡ nào. Tại vì về mặt hình ảnh nha, màu sắc tổng thể mình cảm thấy ok rồi, mình vừa lòng ha. Độ nét không còn phải chê nữa, giờ mình còn phải trải nghiệm thực tế như kiểu là sử dụng trong môi trường cày job nó như thế nào, chụp hình, chụp truyền thống, chụp phóng sự ra sao, rồi khi mà nó handle trong cái điều kiện ánh sáng phức tạp nó sẽ như thế nào. Ban đầu thì cũng phải mất một chút xíu thời gian để làm quen với những cái setting của Nikon ha. Cái menu setting của nó cũng hơi rối, có những cái mà mình phải tìm quá nhiều, với lại nó cũng không có custom đa dạng giống như là những cái hãng khác. Ví dụ như thằng này bật grid line lên nó sẽ không có 3x3 mà nó chỉ có 4x4 mà thôi. Nên các bạn đã cũng cần phải lưu ý và làm quen nha. 3x3 thì những các bạn nào mà quen bố cục 3x3 rồi thì qua đây thì sẽ không có, sẽ thấy thiếu. Và thay vào đó thì 4x4 nó sẽ lợi cho các bạn nào mà dễ canh center hơn, dễ kiểu như là canh trục giữa hơn, và kiểu nó sẽ thay đổi cái cách chụp của mình chút xíu. Tùy nói chung là làm quen một thời gian là được hết thôi. Và công nhận như clip mà mấy anh kia review về cảm ứng của con Nikon á thì cảm ứng thật sự là mượt. Review coi ảnh coi cảm ứng này nọ rất là tuyệt vời luôn. Chỉ có một điều á là thằng Nikon này nó hơi khác so với những cái hãng khác á, là cái nút review ảnh để rất là gần ngón tay bên phải của mình, có nghĩa là mình có thể sử dụng một tay để coi lại ảnh mà để xem lại được liền ha. Nhưng mà Nikon thì không có, cái nút coi lại ảnh nó lại nằm bên trái. Cả Z6, Z6II cũng được thiết kế được luôn, cái là cái phần coi ảnh, cái phần xóa ảnh nó nằm kế bên nhau và nằm bên trái của cái bán cầm. Ví dụ bán cầm bên phải bên đây đúng không, thì cái hai cái nút nó nằm bên đây nè, nên mình không thể nào mà coi ảnh bằng một tay được, cái đó là điều bất tiện ha, phải cần hai tay mới có thể coi lại hình ảnh được. Hơi lạ ha. Thì mình cũng có thấy có một bạn suggest trên kênh, trên clip trước của mình á, bảo là bạn đó muốn bạn có set một cái phím riêng, một cái nút custom riêng để gần ngón tay cái hơn để coi lại ảnh cho nhanh. Nó cũng là ý là hay á, nhưng mà cái stock của nó thiết kế hơi ngộ, mình không biết lý do gì để thiết kế mà cái việc mà nút coi lại ảnh nó lại xa như vậy ha, nó hơi bất tiện chút xíu. Còn lại thì hiện tại thì mình đang thấy rất là ổn ha, tại vì Z5, Z6 á, mình cái này cũng là mua cũ thôi, và cái giá trị của nó tới bây giờ lên quanh đâu đó tầm 15 không biết có không, 16, 17 triệu cho một con Z5, rồi 18, 19 cho một con Z6, mua mới thì tầm 21, 22 gì đó. Thì thường là mua cũ mà. Và mình thấy nha, trên thị trường bán cũ á, những con Z5, Z6 trên thị trường cũ bây giờ là toàn 70.000 shot, 120.000 shot, 260.000 shot. Có nghĩa là những con máy này là con máy đã chuyên cày và cày được lên tới cả hàng trăm nghìn shot, như vậy là rất là đáng tin cậy. Nó không phải như những con mà xài được vài ngàn shot, vài chục shot là bán. Mà con cũ bây giờ mình thấy toàn là cày trâu bò. Người bán ra chắc chỉ có thể là do nâng cấp lên một đời khác cao hơn như là Z62, Z63 thôi. Chứ lên tới mấy trăm nghìn shot chụp như vậy á, nó giống như những con cày quốc dân cũng như là A73 chẳng hạn á, khiến mình tin tưởng hơn để kiểu như mình rất là nóng lòng để test con này trong một ngày job thực tế. Nói chung là cũng cỡ tuần sau lận, cuối tuần sau lận mới có đầu có đi vào ngày job thực tế, nên cũng sẽ sớm có review về con này ha. Mình cũng mong chờ lắm để coi test trong những môi trường như vậy nó có thật sự là AF tệ như người ta comment không. Chứ vì mình làm quen với AF của nó một thời gian rồi thì thấy ok, nó vẫn đang AF đúng như ý mình. Đó, cũng đang rất là mong chờ đó. Coi thì các bạn cứ theo dõi kênh mình ha, mình sẽ sớm cập nhật thêm về những nội dung liên quan tới Nikon như thế này. Coi như là những trải nghiệm đầu thôi. Hồi trước hay khịa Nikon cũ khoai tây quá, thì bây giờ lại bị ấn tượng bởi những gì nó mang lại.
Tại vì các bạn phải thấy là một cái combo của Nikon Z5 với lại lens như vậy nó sẽ rất là rẻ, rẻ kinh khủng nhưng mà lại cho chất lượng ngon hơn rất là nhiều đối tượng đối thủ cùng tầm ha. Ví dụ như Nikon Z5 body 18 triệu, lens 24-70 f4 lên quanh đó 8-9 triệu, mình cho là 9 triệu đi, 9 với 18 thì đâu đó mới có 27 triệu thôi, bạn đã có combo chụp truyền thống thoải mái rồi. À thêm flash nữa cho như 30 triệu đi. Hai để nhớ. Hai khe để nhớ, tha hồ mà chụp dịch vụ an toàn luôn. Thường thì người ta hay cầm cái này để làm dịch vụ chụp nhiều hơn đúng không? Nhưng mà đang quay cho bạn coi luôn nè. Chất lượng quay mình vẫn rất là ưng mà chưa phải là cái setting cao nhất của nó. Mình vẫn đang chỉ mới quay Full HD thôi và đang bị wow, rất là ưng. Nói chung là sẽ sớm cập nhật thêm cái quá trình trải nghiệm của mình với Nikon ha. Đây á là con máy cũ của mình mà là dòng TCM nha. Giờ ủa con này cũng luộc cái pin rồi. Chắc mình phải lấy pin tiểu từ cái khác rồi, chắc lấy của recorder đi. Lấy tạm của trigger hả? Không, lấy tạm của trigger thì ác quá. Lại cần cái hết pin cái buồn lắm. Lấy của recorder mình có pin mà. Ủa, recorder cũng không có pin luôn. Chết rồi, pin tiểu mình để cho thiết bị gì rồi ta? Hay nào mình để cho một cái trigger hợp pháp khác rồi không? Đúng rồi, mình xài pin tiểu là pin sạc dòng này ha. Dòng này dòng giá rẻ thôi. Lấy ra. Nãy giờ là do mình đã gắn cho cái trigger của Sony. Tới giờ nó có đang xài trigger X1T ha. Nhưng bây giờ ra mấy phiên bản xịn sò khủng khiếp hơn nhiều rồi. Rồi lắp pin vô, trải nghiệm âm nhạc thôi. Mình quên mất là dòng này dùng tai nghe hay là dùng dương cực âm, dương với âm ụt á. Tung tay quá nhỉ, chắc thiếu cà phê á. Không phải là dòng này dùng tai nghe hay là loa nữa. Có cả FM nữa. Nhưng mà có vẻ như dòng này là phải dùng tai nghe rồi. Để cắm tai nghe vô cái đã. Biết đâu, biết phải không? Nghe đã lắm luôn các bạn. Có cả để chỉnh cái chuột cái âm thanh đó. Chỉnh được là nghe radio hoặc là nghe băng. Đó là vui đó. Lúc mà nghe nhạc sẽ say thế này kìa. Nhà ra chỉnh tần số. Người á. Nói sao ta? Có vẻ như là sorry, phải chỉnh lại cái chân máy chút xíu. Có vẻ như là cho dù mình có đội nón ha thì cam rất là nhiệt tình bám mắt mình. Ủa hết nghiêng cho ta. Canh chỉnh tripod cái dòng này rất là khó. Nhưng mà đỡ rồi. Ủa hay giờ nó nghiêng hơn nữa nhỉ? Chả biết luôn. Nhưng mà ý mình muốn nói á là nè, nó đang nhảy nó vẫn nhịn được con mắt mình luôn, mặc dù là có nó nè, có đeo mắt kiến nè nhưng mà vẫn nhịn được mắt. Trời, đáng lẽ là xài Fuji lâu quá rồi giờ thấy cái khả năng lấy nét của hệ nào cũng bị bất ngờ hả? Xài Sony với Fuji á nó giống như kiểu là hai cái thái cực khác nhau của trong cái bảng xếp hạng về khả năng lấy nét ha. Ví dụ như Sony ở trên nè thì Fujifilm nằm ở dưới đáy nè. Đó. Sau mình nghĩ là ở Fujifilm mình có thể set tiền chỉnh chút xíu để sánh gần bằng với Sony. Nhưng mà không mà. Chỉnh cỡ nào thì cái Fujifilm nó vẫn nằm ở dưới đáy luôn. Xong ở trên rồi bắt đầu mới có Nikon rồi Canon cái kiểu ha. Là còn lấy nét của Lumix hả? Những con mà chưa có lấy nét theo pha kiểu thì chắc ngang hàng với Fuji hoặc thậm chí thấp hơn. Nhưng mà
nó tệ có tiếng nó khác, còn Fuji là nó báo nét chỗ đó nhưng mà nó lại thực sự ra lại không nét. Buồn cười thiệt. Mình vẫn đang quay với chế độ auto nha, cho nên là ngoài trời vừa có nắng xong rồi tắt nắng á, để coi nó handle ánh sáng thay đổi ra sao. Hôm nay không có dùng đèn, nay dùng ánh sáng cửa sổ bên ngoài vào thôi. Cái ánh sáng mà qua cửa sổ lúc kính của mình nó sẽ bị ám xanh cả background luôn, để coi nó handle như thế nào, tinh chỉnh ra sao. Lâu lâu thử nghiệm quay với chế độ auto để đỡ đau đầu coi nó như thế nào ha. Trời, trải nghiệm cứ mỗi ngày test test chút với Nikon vậy á. Đúng là kiểu cũng có cái vui, cũng có nhiều cái để test ha, cũng có nhiều cái. Nên trường hợp mấy bạn nào mà đang phân vân có muốn chuyện qua Nikon á, hỏi mình gì đó về Nikon đi, mình sẽ thử test với những khả năng của nó. Tại vì hiện tại là mình chỉ test trong những cái khả năng phạm vi nhu cầu của mình thôi. Giống như là mình là videographer first ha, kiểu ưu tiên quay nhiều hơn là chụp. Nhưng mà cái bản thân thiết kế cái màn hình của Z6, Z5 á là thuận tiện cho chụp nhiều hơn. Nhưng mà cũng test luôn khả năng quay thì quay hiện tại đang rất là ưng. Chỉ ngoài dù không có màn lật ra thì được hỗ trợ về cái vụ mà xài cái miếng gương lật màn lên trên rồi. Còn về chụp á thì cũng thấy ổn á, thấy khá là thích á. Nó may cảm giác tới chụp nhiều hơn là điều chắc chắn rồi. Còn mà để test trong những cái trường hợp mà phức tạp, nhiều người, những ánh sáng khác nhau á, thì bắt đầu mình đang tò mò coi là nó handle tới mức nào. Chỉ là những cái dòng Z5, Z6 đời đầu thôi. Bữa giờ là test low light với Z6 II là ok rồi, khả năng nét này là mịn da kiểu gì đó là ok hết. Chỉ không biết là Z5, Z6 có performance ít nhất cũng được 80%, 90% so với Z6 II không. Cũng tò mò chuyện đó. Lúc mà mình có coi cái so sánh khả năng lấy nét giữa Z6, Z6 II và Z6 III thì mỗi một đời nó nâng cấp mở rộng khả năng lấy nét nhiều hơn. Giống như kiểu như mình phải tinh chỉnh riêng từng cái khả năng lấy nét luôn. Z6 II bạn đầu chỉnh được những cái như là lấy nét động vật, lấy nét vào xe cộ hay gì đó, như là nhiều cái ưu tiên lấy nét hơn. Rồi lên tới Z6 III nó lại mở rộng những cái ưu tiên, những cái option khác nhau. Có nghĩa là Nikon có rất nhiều setting riêng về lấy nét để phù hợp cho những cái trường hợp khác nhau. Như mấy hãng kia sau này cũng có rồi, từ A74 rồi Fujifilm X-T4 trở đi hình như là đã có mấy trò đó rồi ha. Canon cũng có mà. Nhưng mà trên Nikon thì phải làm quen, nó hơi khác chút xíu, giống như cái vụ mà hiểu nghĩa về AF, F và FC á. Nhiều người cứ mang khái niệm của FC lên trên những con Nikon này là sai á. Ok, tới đây thôi. Các bạn đã xem clip này nha.